cụ nhân dân minh hiện đại, cải cách hành chính quyết tâm đẩy lùi tiêu cực mang đến cho người dân sự tiện lợi như chú toàn. Đó là niềm hạnh phúc dạng đôi mà dân đời dân chờ. Một bữa liên thông công khai đổi mới, một môi trường thuận tiện giảm đơn sẽ góp phần đưa đất nước đi lên, tiến mạnh tiến nhanh mọi dặm cùng thế giới. Mình cùng chúng ta để thế nhà đôi mới vui tròn yên vui trong cuộc sống thanh bình. Dẫu biết rằng cải cách thì sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng nếu đồng lòng thì sẽ thành công. Dây chung tay dân vợ dân mong, dây kề dây mình góp phần.